Dạ, con xin mến chào tất cả cô chú. Ngày mới chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì cũng quay trở lại vườn của anh Trường của chú, bonsai Quỳnh Trường, một địa chỉ giao lưu quen thuộc trên kênh theo chú, tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của chú. Thì hôm nay anh giới thiệu đến cô chú một số cây, đặc biệt là những cái dòng mai chú thủy đẹp. Trước mắt của chú thì có một cái cây kim quýt ha, kim quýt cổ. Đó, cây rất là đẹp luôn. Kim quýt mà trái đẹp thì mấy cái hải châu với sam trái thì không có cửa nào qua hết trơn chú, và một số cây khác nữa. Cái dòng này thì mình chơi bền bỉ từ bao đời nay rồi ha, cô chú thấy trái nè cực kỳ đẹp luôn đó. Thì cây này thì ảnh thuần chậu rồi, đang cho trái rất nhiều cây thành phẩm của chú. Thì mình có nhu cầu giao lưu thì mình liên hệ với anh thêm qua cây này ha. Thì giá thì anh báo con là tầm khoảng 10 triệu của chú ha, bao ship cũng khoảng tầm 200-300 km đó. Thì chi tiết hơn thì quý chú nào có quan tâm thì mình cứ gọi cho anh giúp con. Anh có chỉnh sửa một số tay cầm cho nên là đang trong cái giai đoạn hoàn thiện thêm nữa thế. Rồi thì con mời quý chú mình bước vào bên trong ha, gặp lại anh Trường để mình giao lưu mặt hàng của mình hôm nay, chi tiết clip hôm nay đây chú. Nhiều cây mai chú thủy đẹp lùng lực, với lại số cái bonsai khác nữa, đặc biệt có thêm mấy cây sứ hồng kỳ duyên rất là đẹp nè. Rồi em chào anh Trường ơi. Rồi chào anh Khánh, chào quý cô chú anh chị mọi miền đất nước. Thì hôm nay nhà vườn em có lên một cái clip mới để phục vụ quý cô chú anh chị. Không quên chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua rất là nhiều ủng hộ nhà vườn cũng như ủng hộ kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Dạ. Thì không để làm mất thời gian quý cô chú, hôm nay xin vô mã số 1 là một cây mai chiếu thủy lưu đột Rồi. biến quý chú ơi. À mà nhắc số điện thoại mà em cái anh chưa? Số điện thoại của nhà vườn nhớ là 0939607312, cũng là số Zalo của cô chú anh chị. Dạ, một cây đầu clip, một cây mai chiếu thủy nu đột biến anh Dạ, ha. nu đột Cây biến. đang hoa đẹp quá cô Dạ, chú ơi. cây mã số 1. Dòng này hoa thường xuyên mà hoa nó chùm 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 đẹp lắm chú. Rồi để báo thông số cho quý cô chú tham khảo. Chiều cao cây này được là 23 quý chú. Nguyên tán dạng đo dài đo thế dài được 45 quý chú. Tán ngang thì được 325 quý Cây này dễ thương quá quý chú. chú. Quặng đo vị trí về được 20 quý chú. Đây. Cây này về quý chú ra dây được quý chú. Nu đột biến anh ha. Nu đột biến bông chùm 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 quý chú. Dòng Rồi. này rất là xiên bông quý chú. Nhiều đây anh. Cái cây mã số 1 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.200.000 đồng. 1,2 triệu thôi quý Dạ. chú ơi. Nụ đột biến mình nhìn thấy cây cao cao rồi nhiều ha, chứ mấy cây sữa bonsai cũng ít có thấy rồi chứ. Này thì sữa bonsai cũng khá hoàn thiện rồi. Dạ. Khi đi em ship luôn cả chậu về cho quý cô chú anh chị. Dạ. Đó, đó. Chậu đẹp luôn. Rồi xin phép xuống mã số 1. 1,2 triệu. Dạ, mã số 2. Mã số 2 là một cây mai chiếu thủy. Rồi. Nụ da đen lá lớn quý cô chú. Dạ. Thì cây này cũng như là cây phôi quý cô chú ơi. Mời quý chú cũng ủng hộ ảnh nhiều ha. Cây dòng này, cây này phôi nhưng mà nuôi cũng được thời Dạ. gian anh ha. Cái này mặt cắt thì nó cũng tương đối ổn. Chiều cao cây này được là 15 quý chú. Quặng đôi vị trí vậy đi là được 28 luôn chú. Dạ. Cây thì đế cũng đều bốn mặt luôn chú. Cây này cũng dáng như dáng thú. Để bài anh ha. Dạ. Để. Rồi cây mã số 2 cây mai chú thủy. Xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.350.000. 1,350.000 anh ha. À. Mà khi đi rút chậu bó bầu quý cô chú. Đây là chậu xi măng quý chú ơi. Cây bao sống bao ship toàn quá cho quý cô chú anh chị. Có cốt cành rồi hết heo chú. À. Nuôi mà cắt cũng kéo tốt. Dạ rồi. Rồi. Phép xuống mã số 2. Đổi luôn. Mã số 3. Mai chú thủy cho người chú ơi. Hôm nay cũng nhiều mai chú thủy cho mình lựa chọn nữa quý chú ơi. Dòng da đen lá lớn ha. Da đen lá lớn. Hôm nay mạnh. Cây có chiều cao được 18 luôn chú. 18. Quanh đây chỉ được 31 quý chú. Dạ. Cây thì đế đều bốn mặt quý chú, không bọng lũa gì quý chú. Rồi mã số 3 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.350.000. 1,350.000. Cái này là da tươi đó chứ không phải là hư gì nghe quý chú. Dạ. Ừ, quý cô chú trong thời gian quay cái quý cô chú nào không có rõ cái gì thì kết bạn Zalo bên nhà vườn cháu sẽ gửi chi tiết cụ thể hình ảnh cho quý cô chú tham khảo. Rồi, dạ, xin phép luôn. Mã số 3. Số 4. Mã số 4. Này mà đủ thủy luôn quý cô chú. Đủ dáng hết trơn nha quý cô chú.
nhiều dáng, này chú thích dáng nào? Trực cành phóng anh ha, trực bay. Bay cành phóng như vậy là mình nhà vườn mình cháu cắt như vậy đó, về với chú có cái ý là hay cắt tiếp nữa. Và chiều cao được 18 của chú ơi. Dạ. Thành bay như vậy em đo như vậy là được 32 với chú. Cái quan trọng là cốt cành nó có với chú, cốt cành nó đóng đúng chỗ cho mình lấy chi. Quanh đây chí được 30 với chú. Em đo cốt cành do với chú Hạo thử rồi cho chú tham khảo. Cốt cành này đo được 11 với chú ơi. Đây mà cắt kéo bít hết trơn anh ha. Thì mấy mà cắt đợt đầu nó muốn bít hết rồi, này chỉ mấy còn mấy đầu cành mới cắt sao đây thôi. Rồi mã số 4. Xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 đồng. Dạ. Đi đi rút chậu bó bậu với cô chú. Một cây dáng trực bay của chú. Dạ. 1.400.000. Rồi, dạ, đổi cho em luôn ha. Cái này cốt cành sẵn cũng mau chơi. Dạ, mã số 5. Số 5. Dạ, vẫn là dòng chú thủy nuôi cho đen lá lớn của chú. Dạ. Chiều cao kho được 20 của chú. Quạnh đôi chí được 31 rồi. Dạ rồi. Cắt này giờ đang kéo rất mạnh rồi chú. Rồi mã số 5 xin cho lưu quý cô chú anh chị là 1.400.000 đồng ạ. Dạ xin phép xuống cây. Mã số 5. Số 5. Số 6. Dạ mã số 6. Một cây trực lắc theo chú. Cây này thì... rất lực. Một cây lùng lực trực lắc. Chiều cao cũng hồi được 15 của chú. Quanh đôi chí được 30 của chú. Đế thì rất là to, cộng rất là to. Rồi mã số 6 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.400.000 đồng. Dạ rồi. Đang bao sống bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. 1.400.000. Mã số 7 của chú. Số 7. Cây này nó bay hay đổ anh? Này không biết bay đổ rồi nó có hình thù vậy đó, về với chú sáng kiến với chú lật thêm thế nữa cho. Dạ. Cái này chiều cao khiêm tốn luôn quý chú ơi. Chiều cao nó được chứ có 10 quý chú ơi. Dạ. Quạnh đôi vị trí về được 28 quý chú. Em đo cái cạnh phóng ra vậy. Đo về được là 32 quý chú. Rồi mã số 7 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.300.000 đồng. Dạ, dạ 1.300.000. Xin phép xuống mã số 7. Dạ. Cây dáng cũng lạ chú, cái cành bay. Mã số 8. Cây này thì khá to anh ha. Rồi. Số 8. Một cây đa. Làm cây cái đa có chiều cao được 24 luôn chú. Đó hai tay cành gì cho quý chú. Hai tay cành gì được là 33 quý chú. Quạnh đôi vị trí được 32 quý chú. Dạ rồi. Rồi cái mã số 8 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.350.000. Mà cắt kéo rất là tốt quý chú ơi. Không còn như mấy này nó muốn bít hết rồi. Mấy mà dạ. Cắt này cũng mới gọt lại. Mà cắt sao anh ha. Cắt sao. Dạ xin phép xuống mã số 8 ạ. Dạ rồi tiếp theo luôn này chiêu thủy nhiều hết chú. Dạ. Đặc biệt là dòng da đen lá lớn nuôi cốt cành. Mã số 9. Số 9 cái này cây đa cũng đẹp mà dòng này quý cô chú bắt chốt cái dòng này về nuôi rất là ok, tại vì nó chịu được thời tiết khắc nghiệt của khí hậu lạnh được. Chiều cao cái này được là 25 quý chú, tán ngang về em đo về được là 32. Quạnh lo vị trí về được 34 quý chú. Dạ. Rồi cái mã số 9 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1.500.000 đồng. Đây, cây này nhìn kỹ là đẹp lắm chú. Là một cây đa ha. Đế rất là lực. Rồi, cây đa thiên nhiên. Dạ, xin phép xuống mã số 9. Số 9. Dạ, mã số 10. Nó chơi gần như nguyên lô mà dạ. Chú thủy không anh ha. Chú thủy chiếm đa số. Số 10. Cây có chiều cao được 22 quý chú. Tán ngang của tay cành gì được 32 quý chú ơi. Quạnh đôi vị trí gì được 27 quý chú. Rồi mấy cây có chậu nè thì à. Đi sao anh? Ship chậu luôn cây ha. Cây này ship chậu cho quý chú luôn nè. Ship chậu luôn à. Ha.
Cây mã số 10 1,2 triệu xin giao lưu quý cô chú anh chị, là em ship luôn cả chậu này cho quý cô chú anh chị. Thôi, cây này, cái chậu cây này nó cành to cho lùng thì ngón tay mình. Rồi, xin phép xuống. Rồi. Mã số 10. Đổ tông chút đi. Rồi tới mấy cây trà phúc kiến mini rất là đẹp nè, để bài. Mã 11. Ít có thấy người ta làm dạng này của chú ơi. Này thì người ta trồng ta quấn cũ anh ha, từ nhỏ. Củ đế này tự nhiên chứ không có quấn, như tự nhiên luôn hả? Tại người ta nuôi trong cái giót là nó buộc nó tự nó bó lại. Dạ. Chiều cao của cây là được là 14 quý chú. Tán ngang đo về cho quý chú tham khảo là được 30 quý chú, tán dài. Tán ngang thì được 19 quý chú. Củ đẹp ha quý chú. Đâu những củ vậy quý chú đi. Những củ hoành củ về là được là 22 quý chú. Rồi cái chài hút kiến mã số 11 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 650.000, cho em ship luôn cả chậu về cho quý cô chú anh chị. Mấy cái này về để bàn trà chơi đẹp lắm, ra bông rồi ra trái chín trái vàng xanh trái vàng cái đó rất là đẹp. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ xin phép xuống mã 11. Hôm nay có 3 cây thôi chú ơi. 3 cây dễ thương lắm luôn. Mã 12 cũng là cái chài hút kiến thôi. Trà thì mình nhìn thấy cây to to, cây cao đồ nhiều ha. Với mấy cây lùng lùng nhỏ nhỏ mini cầm tay thế này cũng ít có thấy không? Dòng nó rất là khó sửa, bự tay cành bự chút xíu rồi bẻ không được gãy hết. Giòn anh ha. Giòn. Sửa phải sửa từ nhỏ. Chiều cao của cây là được là 14 cm chút. Có tán dài về được 35 cm chút. Cái này nó có cái chân bay. Lo hoành cũ gì đi, được là 22 cm chút. Dạ. Thì gốc cành này chắc là cũng được khoảng 11 12. Chắc cả 11 12 cm chút. Dạ. Đó. Dáng đẹp của chú cây này. Dạ mã 12 xin lưu quý cô chú anh chị là 650.000 khi đem ship luôn cả chậu cho quý chú. Cây này em chưa có đắp rêu được kịp quý chú ơi. 650. Ra nhìn nó thấy nó còn đen với đắp rêu nữa thì rất là đẹp. Rồi. Dạ, xin phép xuống mã 12. Đổi luôn anh ha. Cây siêu mini luôn, lùng dạ. Lùng hơn cái kia nữa. Dạ mã 13. Đó. Mà cái đầu nó bóp dốc có chút xíu anh ha, mà dạ. Cắt nhỏ ha. Cắt. Cây lùng nhưng mà cắt nhỏ xíu nha quý chú. Cái này hàng mini để bàn. Chiều cao cái này được là 9 rồi quý chú ơi. Nguyên cái củ về được 25 quý chú. Dạ. Để bàn rồi, chơi hoa dạ. Chơi trái thì thôi rồi luôn. Rất dễ thương nè. Mình cầm nhẹ nhàng nè hả chú. Cái này tôi nói muốn xe liền mặt xe luôn chú. Dạ. Thì ra bông ra trái rất là đẹp. Rồi nhiêu ra 500 ha. Dạ 500. Mã 13. 500. Rồi. Tiếp tục giúp em luôn. Mã 14. Trở lại mai chú thủy quý chú à. Quay trở lại mai chú thủy. Cái này theo em là mình rút lùng lực lại chút xíu nữa ha. Mình chừa dài vậy cho về quý chú dạ. Còn cái để quý chú cắt ngắm nghía rồi cắt nó mới thích. Cái này lực lắm quý chú ơi. Dạ. Chiều cao cái này được là 20 em đo vậy quý chú. Trực lắc lùng lực. Cái này bệ vết ra rất là to. Hoành được 34 quý chú. Dạ. Mình chiều 4 mà. Lấy mặt tiền thì mình có thể lấy hai mặt luôn đó. Bây giờ chừa vậy đó, về quý chú thích bên nào thì dạ. Cắt bên nào cũng làm mặt tiền được đó quý chú. Rồi mã 14 xin giao lưu quý cô chú anh chị 1,450,000. 1,450,000. Dạ. Giờ xin phép xuống mã 14. Rồi. Mã 15. 15. Cây mỗi giống, cây mỗi dáng không cây nào giống lại nữa luôn chứ. Cũng có cái cành cấm cấm ra đó nè. Cây trực, cây bài, cây ấy đồ nhóc trơn rồi. Giờ mấy cây này nó không có nằm trong sách vở nào cho quý chú. Chiều cao cây này là 16 quý chú. Vì quý chú thiết kế thêm này. Hoành đôi vị trí gì được 34 quý chú. Dạ. Không đôi cái cành phóng. Cành này không có phóng hay nhũi. Cành phóng cái gì được 31 quý chú. Dạ rồi. Giá nhiêu đây? Rồi mã 15 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 1,350,000 ạ. Dạ, 1,300 được. Dạ. 50.000. 15. Mã 16. Cắt kéo cũng bít rồi. Nô cái cốt chi về lớn cho nên là mà cắt cái kéo là nhiều là phải chứ. Cốt chi rất là to. Chiều cao ở đây được là 19 quý chú.
Hoành đo vị trí được 31 quý chú. Rồi cây mã 16 như lưu quý của chú anh chị là 1.350.000. Cây bao sống bao ship toàn quá quý của chú anh chị. Dạ. Dạ, chúng ta xuống mã 16. Rồi. Dạ, số 17. Cây cũng khỏe anh ha. Cây này cái mình này lấy mặt này mặt tiền anh ha. Mặt này hay là bên đây? Đúng rồi. Hai bên nào lấy mặt tiền cũng được chứ, mà tùy cô chú thôi. Em dạ. Chừa dự trù hai bên vậy đó. Dự của chú thích mặt bên nào rồi để em lấy. Dạ, chiều cao được là 19 quý chú. Quạnh đó vị trí được 31 quý chú. Đo đo hẹo cái nào để nãy giờ quên đo cái đường kính nè. Đường kính về là được là 23 quý chú. Dạ rồi. Dạ, mã 17 xin nhiêu lưu quý cô chú anh chị là 1.500.000 đồng. Cái này cái đế rất là lực, bốn mặt luôn quý chú. Đây, bà em này cũng vậy luôn. Dạ, dạ. Em xem xuống mã 17. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 18, một cây siêu lùng quý chú. Siêu lùng. Rồi, mà cắt kéo cũng rất là tốt quý chú ha. Chiều cao của cây là được là 13 quý chú. Dạ. Hoành đo vị trí được 30 quý chú. Đó, cây cành này, 1, cành 2, cành phong luôn anh ha. Có hết. Ngọn. Rồi mã 18 xin luôn quý cô chú anh chị là 1.300.000 đồng. Đế đều bốn mặt hết quý chú. Rất là nở cục. Rồi xin phép xuống mã 18. Dạ. Mấy cây này ta nuôi cốt cành cũng được khá lâu thời gian, bắt đầu mới giật lại. Mã 19 cũng là chiếu thủy nuôi da đen lá lớn nguyên chú. Dạ. Chiều cao cây được 22 quý chú. Hoành đo vị trí được 32 quý chú. Dạ rồi. Rồi mã 19 xin giao lưu quý của chú anh chị là 1.400.000 đồng. Cây bao sống bao ship toàn quá quý của chú anh chị. Để rất là đẹp. Bạch không à? Nở anh ha. À, nở, chạc chứ ra rất là. Rồi xin phép mã 19. Mã 19. Rồi nở này chút xíu nữa nè. 20. 20. Chứ là anh chưa thấy luôn á chú. Cây này cũng lực lắm nha chú. Cây này lực to nha. Chiều cao của cây là được 15 quý chú. Hoành đo vị trí thì được là 30 quý chú. Dạ. Cây này ba quý chú là cây này ông chị không có bọng lũa, chỉ có còn mặt cắt nhỏ thôi chứ cây bọng lũa thì không có. Mấy vậy ta? 20. 20. 20 xin lưu quý của chú anh chị là 1.400.000 đồng. Cây bao sống bao ship toàn quá quý chú anh chị. Dạ. Rồi xuống 20. Rồi, tiếp tục. Mà 21. 21. Đây, cây này cũng to. Đế cây này dữ nè anh. Đế đều anh ha. Đế đều. Đế tự nhiên không ha? Đế tự nhiên, cây này hàng không sắp đế tự nhiên không có sắp. Dạ. Chiều cao của cây là được 22 quý chú. Hoành đo vị trí thì được là 28 quý chú. Cốt cành thì rất lớn để đo cái hàng cốt cành quý chú. Cốt cành đo về được 15 quý chú. Rồi mã 21, 1.400.000 đồng. Khi đêm rút chậu bó bầu quý chú. Dạ. Dạ, cây thì bao sống bao ship toàn quốc quý chú anh chị. Rồi, về mình cắt lại tùy thích theo chú. Dạ. Cây này hầu như không có còn cắt nhiều. 22. 22. Cây mã chú thủy quý chú. Cái này anh chừa. Chừa cho quý cô chú. Chừa cái này đẹp quá chú. Cũng quái quái cây á. Chiều cao cây được 24 chú. Còn cây này cắt vô thì cũng rất là đẹp luôn. Chừa vậy cho quý chú, nhiều khi quý chú thích cái cành phóng dài. Hoành được 33 quý chú. Cây này đầy đủ chi cành ha, thậm chí là dư luôn. Về mình lọc cái dư rồi. Dư ta cành hết. Đó. Mã số 22 xin nhiêu lưu quý cô chú anh chị là 1.600.000 đồng. Dạ. Câu cây này hầu như là mà cắt không có còn luôn. Không còn, cây rất là sạch liền. Chừa cái cành này cũng độc của chú, mình ngắm cho kỹ lại cái.
Tôi chú gì không thích cái cành này tháo cũng vẫn được luôn. Anh toàn thừa không có thiếu. Dạ, tháo vẫn được. Dạ. Rồi. Dạ, xin phép xuống mã 22. Về mình nhìn trực tiếp á. Bắt đầu mình ngắm cắt lương đó là bích. Một cây chạc nở ha, hầu hết là đế nó đều nở hết. 23 cây sam hương quý chú ơi. 23 một cái cây sam hương. Quái. Cái này mới định hình cho quý chú mấy tay cành. Chiều cao của phôi là được 23 quý chú ơi. Còn cổ đôi vị trí là được 16 quý chú. Cú đặt về được 36 quý chú. Dạ rồi. Rồi cây sam hương mã số 23 xin giao lưu với cô chú anh chị. 400.000. Cây bao sống bao ship toàn quốc quý chú anh chị. Cây rất đẹp và có duyên. Dạ. Dạ xin phép mã 23. Rồi. Mã 24. Mã 24 quý chú. Lúc này cũng phải có si hết trơn anh ha, si búp hồng. Ủa búp đỏ chứ. Si búp đỏ. Si búp đỏ. Chiều cao của phôi được 30 quý chú. Quành đôi vị trí được 22 quý chú. Rồi cây phôi si búp đỏ mã số 24 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 600.000. Cây bao sống bao ship toàn quốc quý cô chú anh chị. Dạ. Cái này cũng dễ chơi ha chú, dạ. Chỉ 600.000 thôi. Dạ, xin phép số 24. Mã 25 một cây phôi si búp đỏ luôn. Gọn gàng sạch sẽ. Phôi có chiều cao được là 30 của chú ơi. Hoành đôi vị trí này được là 20 của chú. Chú chú gì không thích cái rễ này thì cắt bỏ. Dạ. Dạ mã 25 xin giao lưu với chú anh chị là 700.000. Cái bao sống bao ship toàn quốc của chú. Dạ rồi. Dạ xin phép xuống 25. Rồi tới mấy cái xứ này đây anh ha. Rồi xứ đây. Đây này. Được rồi. Đây ạ, có 26. Hôm nay có 4 cây hồng kỳ duyên. Dạ. 26. Dòng này kỳ duyên quý chú ơi. Mấy cô mấy dì mấy chị rất là thích luôn, cái màu hồng nó đẹp lắm, màu hồng nó đặc biệt nó cái là bông quanh năm. Dạ, màu hồng nó nhẹ nhàng. Rồi. Dạ, xin phép vô. Chiều cao của cây được 79 quý chú. Lắng ngang của cây là được là 87 quý chú. Cái loại hồng kỳ này là của nó thôi chứ đâu có ghép đây, đâu đây đúng là không. Cây nguyên, cây nguyên thủy hoành chỗ nào đôi chứ nhỏ về được 28 quý chú. Không phải là xứ ghép nhung giống như mấy kia nha quý chú. Hoành cũ cũng đôi như thế vậy là được là 85 quý chú. Dạ. Sổ đế là khoảng 25 quý chú. Hai mấy 30. Rồi cây mã 26 cây xứ kỳ duyên xin giao lưu quý của chú anh chị là 1.200.000 đồng. Khi đi ship cho quý của chú anh chị là xin phép rút chậu bó bầu quý chú để mang cái chậu nhựa này nó bể rồi nó dập cũ xứ quý chú. Dạ bó kỹ nha mình. Dạ bó kỹ, bó bằng sáp quý chú. Dạ xin phép xuống mã 26. Không chậu bó bầu 1.200.000 heo chú. Dạ. Rồi mã 27 cũng một cái xứ kỳ duyên quý chú ơi. Dòng này rất là dễ chăm. Nó không sợ mà mưa gió, nó không sợ nước giống phải như các loại xứ kia mà mưa xuống nó thối. Nước thoải mái anh ha. Nó không có sợ nước. Chiều cao của cây là được 84 quý chú. Nó có hoa nó cũng có nhiều ấy lắm chú. Gà nắng nó khác rồi. Nắng ngang thì được là 85 quý chú. Gà nắng nó đậm rồi nó có những điểm những chấm 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 nè. Nó bông xuyên suốt, hoành đo chỉ 27 quý chú. Quỳnh cũ cây này được 78 quý chú, chỗ đây khoảng 25 quý chú. Rồi cây mã 27 25 30 nha chú, sổ đế ha. Cũ thì sạch sẽ nha chú, không có bị hà cũ sam thì cháy. Không có bị sam cháy, không bị bọng lũa gì nha quý chú. Dạ. Rồi mã 27 xin đưa luôn quý chú chị 1.200.000 đồng. Đi rút chậu quá bầu quý chú ơi. Cũng 1.200.000 thôi chú, cây khá to ha. Này mà mình thích tròn theo ý mình về cặp mấy cung dây vô nhẹ gàng ra là cái này xứ thì dễ cặp rồi. Mã 28 cái này con thấy tàn nó cũng khá đều à, tàn đẹp. Cái này có một củ quái đó, bông nó là có những cái bông nó hồng không ha, có những bông nó điểm những cái chấm đỏ 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 nên ha.
đó của chú, bông đẹp. Cây mã 28 có chiều cao, có chiều cao cây rồi đó, có 374 của chú ơi. Trời ơi, gói thước luôn rồi. Đo quá đo thước cuốn luôn. Thác ngang đo về được 100 của chú ơi. Dạ, thác ngang mét. Bình cổ đo vị trí gì được 33 của chú. Cái này có một củ quái. Cái này quái anh ha, à. Nhìn kỹ lại nó rất là độc đáo chú. Quỳnh cũ vậy được 88 chú ơi. Nó ôm quái. Ôm rất là quái, không có vết sẹo em quý chú. Dạ. Rồi cây mã 28 xin giao lưu quý chú anh chị là 1.400.000 đồng khi đi rút chậu bó bầu quý chú. To sạch theo chú, sạch sẽ, cũ đẹp. Dạ, không có một vết chạy xước. Xương cành đẹp luôn, nói chung là xương cành đều. Đây là gì quý chú mà xiên quý chú điểm dây vô quý chú bẻ cái mâm cái này rất là đẹp. Dạ. Của tàn rất là đẹp. Bản thân thì nó đã tròn sẵn rồi. Rồi, rồi xin phép xuống mã 28. 1.400.000 ha quý chú. Dạ, 1.400.000. Tàn đẹp, đế cũ đế đẹp. Bông cũng đẹp luôn. Rồi mã 29. Một màu một ha, sứ hồng kỳ duyên. Rồi, được rồi. Dạ, cây này to nhất trong 4 cây. Và cũng là cây cuối luôn anh dạ, hả? Một cũng là cây cuối luôn. Dạ, dạ. Mã 29. 29. Sứ kỳ duyên luôn quý chú. Cây này hàng to. Và những mặt hàng này trong vườn em còn có số lượng không quý chú? Số lượng thì chút, số lượng thì có giảm giá. Chiều cao cây được là 1m04, 1m04 quý chú. Tán ngang cây này được 1m quý chú. Cổ đo vị trí về được 30 chú. Mấy cây này mùa Tết đâu chú, nắng á, chỗ đẹp lắm. Màu rất là sáng luôn. Bình cũ cây này được 99 với chú. Dạ. Yeah. Đo cái sổ cũ. Cái sổ cũ như vậy là được là 34 với chú. Cây không có vết chày xước, không có bọng lũa, không có bị bóp sợp chỗ nào với chú. Rồi cây mã 29. Xin giao lưu quý cô chú anh chị là 2.100.000 đồng khi đi rút chậu bó bầu với chú. Tay cành đẹp luôn nha chú. Đây bao sống bao xếp toàn quá luôn chú. Cành đẹp luôn, tàn tròn. Cây này về mà vô dây banh ra cái tàn cái này lớn lắm. Mấy dòng này nuôi càng lớn càng giá trị không gì. Dạ được, rồi. Được con cá là không có thúi bậy bạ. Cây cuối clip luôn anh ha. Dạ cây mã 29 là cây cuối clip. Kính chúc quý cô chú một ngày mới dồi dào sức khỏe, mang phát đạt. Rồi chân thành cảm ơn, hẹn quý chú rồi clip sau. Chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi, dạ, em luôn. Chào anh Trường ha. Con cũng kính dạ. Chào của chú. Rất mong của chú xem clip, yêu mến, ủng hộ cho anh. Con cũng xin chào, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.